hâm mộ về phong độ của anh tại mùa giải năm nay. Và cùng chờ xem câu trả lời. Không có lỗi chạy bước và 2 điểm dành cho Sơn Vi Bắc Kỳ. Và vừa rồi là một tình huống mà gần như Anthony bắt nắm bóng thế từ Lê Ngọc Tú. Floater để có thể tránh được pha block. Hoàn toàn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bản công của đường chuyền và đây là một pha đặt thứ hai dành cho Sơn Vi Bắc Kỳ. Điểm số thứ tư dành cho trung phong Sơn Vi Bắc Kỳ. Henry, Nguyễn Văn Hùng dập thẳng. Anthony Sandori đã cắt được bóng. Đường chuyền ra, cố đây Nguyễn Phúc Tâm. Với một cú ném 3 điểm thành công. Vào khả năng lọc nữa. Văn Hùng, một pha block thêm một lần nữa. Tôi vừa nói đến tỷ lệ block. Đó là một tình huống xây đầu của Sơn Vi Bắc Kỳ dành cho Nguyễn Văn Hùng. 17, gặp các thủ tướng Nguyễn Phúc Tâm. Anh sẽ sử dụng thể hình của mình tốt hơn nào trong tình huống. Đó là một tình huống đi vào và ghi hai điểm của Đoàn Xuân Tùng. Đường chuyền Bùi Quốc Tân với cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ cho Bùi Quốc Tân. Bóng đi rất cao. Stefan Văn Tú xoay người nhưng để bị tuột bóng. Và đây là phản công. Anthony Genori quá dễ dàng rồi. Anh chỉ muốn thi đấu cho Hà Nội Top Polo. Tuy nhiên thì trước tiên bảo dành lời khen cho tình huống block dính bảng của Anthony Genori. Anh 1-1 với Nguyễn Văn Hùng với cú ném quá thẳng mặt Nguyễn Văn Hùng. Đó như là một lời thách thức. Sự tác dụng. Người Nguyễn bị cắt bóng thêm một lần nữa và đây là phản công đi tiến công chống chạy. Nguyễn Văn Hùng muốn bóng từ một đoạn rổ để tiến công chọn một dễ dàng hơn. Một phá đến từ điện tiến công của đó là có tình huống lăn rổ và lăn rổ thứ ba của Sơn Vi Bắc Kỳ. Sơn Vi Bắc Kỳ không có đường truyền cho Bùi Thế Hà. Đã tội lỗi và đó là em là Sơn Vi Bắc Kỳ. Sơn Vi Bắc Kỳ đã chứng tỏ là Hà Nội Top Polo mang anh về là không sai lầm khả năng. Cú đánh tay của Hùng Cá Trê đã không thể ngăn cản được tình huống có 2 điểm dành cho Sơn Vi Bắc Kỳ. 1-5. Đó là 2-6. Đây là một thử thách rất quan trọng của Sơn Vi Bắc Kỳ đã thành công 5-4 đều. Trận đấu trở lại tại sân Bắc và chúng ta hãy cùng sống tiếp theo những khoảng cách, những khoảng bùng nổ của nhà bách khoa Anthony Genori và đó là một tình huống chắc chắn có 2 điểm cho Tuna Tham. Cuộc phải đánh đến từ Anthony Genori được chuyển ra. Cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho Horan Vũ Công Tâm và Buzzbeater. Quá dài của Anthony Gary chưa thể có điểm cho Sơn Vi Bắc Kỳ và đó là có điểm cho Sơn Vi Bắc Kỳ. Trần Thành Tâm được truyền về và một pha block đơn giản là nhẹ nhàng cho Sơn Vi Bắc Kỳ và đây là phản công 2-1 Eurostep và bóng đi vào rổ dành cho Nguyễn Đình Hải. Đây 3 điểm đến từ Anthony Gary. Mọi cơ hội, mọi nỗ lực ta quay trở lại sân xoay người sở trường tốt tờ nhưng mà cây Edward Anthony Genori đổi tay và có điểm cho Anthony Genori qua đẳng cấp chưa anh Đức. Trong trận đấu này thì đồng nghĩa với việc các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ chia sẻ những chiến cuối cùng cùng Đà Nẵng rơi gần với một chiến thắng và 3 trận thua.